giữa tháng quý đông ngày lành, giữa tháng quý đông tiêu phòng cửa sổ treo cung non đoài. Lịch sử tốt tươi hoàng mười, lịch sử tốt nó tươi, ngồi ở trên trời quyên chân tư phương. Thương hội nghị quận tiến nghe tin ông Mười tới Thuyên Duyên, chạnh lòng thơ Vân Tiên. Vân Tiên vườn cánh chim hồng mượn cành chim ma hồng, xin ông Mười soi tỏ, xin ông Mười soi tỏ tâm lòng, gió trăng nhịp cầu ô, cầu ô đem bắc sông ngân nỉ. Cầu ô đêm bắc sông ngân trong cung quang, kiềng ngự trong cung quang lúc đêm xuân đi mơ màng bóng trăng, bóng trăng soi tỏ cánh nhổ trường kia bóng trăng, bóng trăng soi tỏ cánh nhổ trường bóng trăng soi tỏ cánh trường đã cam, tất dạ đã ca, tất dạ tuyết sương sao đánh vượt bể đào, bể đào lên tới rừng xanh nhỉ. Bể đào lên tới ngàn xanh nghi đường xưa, cành nghi cũ kia đường xưa, cành cũ nặng tình với nước non trúc sinh. Trúc sinh cô quê cũng ngõ giòn cô trúc sinh, trúc sinh cô quê cũng mơ giòn mẹ ý. Thank you.
gian khai quang thập kỷ diệu hoàng về chứng đền trung ngã tích tăng cũ giảng kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
cũng bay. Thank you.
Thank you.
Thank you.
phép buổi lễ chúng ta bắt đầu chính thức vào làm việc. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc cao niên, thưa toàn thể các bà, các anh, các chị, con em của quê hương thôn Đánh Xá, thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện hương ước làng văn hóa Đánh Xá, nghị quyết chi bộ thôn Đánh Xá tháng 11 năm 2015 duy trì và phát huy nét đẹp văn hóa mà các bậc tiền nhân đã để lại, cũng là dịp để toàn thể nhân dân chúng ta được thắp nén tâm nhang tri ân công đức các bậc thánh hiền đã có công khai sinh ra thôn Đánh Xá, cầu phúc lộc mưa thuận gió hòa, hạnh phúc cho mọi người mọi nhà. Đây cũng là dịp để toàn thể các tầng lớp nhân dân giao lưu, xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để cùng nhau xây dựng thôn Đánh Xá ngày càng giàu đẹp. Về dự buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu xã, có ông Đinh Văn Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, ông Chu Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, ông Trương Văn Đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Hoàng Văn Túc, Giám đốc Hợp tác xã, bà Lê Thị Sam, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, cùng các đồng chí công chức xã, hợp tác xã ở trên địa bàn thôn đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Về đại biểu thôn Đánh Xá, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lại Văn Liên, Bí thư chi bộ người cao tuổi 61 đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chúc mừng. Về đại biểu tôn giáo, tôi xin trân trọng giới thiệu sư thầy Thích Đạt Nam, chủ trì chùa Bà Đanh cũng về dự đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về đại biểu thôn Đánh Xá Thượng, tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban chi ủy chi bộ, các ông bà trưởng các chi đoàn chi hội, cùng toàn thể các bậc cao niên nhân dân, các anh các chị là những người con của quê hương đi công tác xa cũng về dự đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đây tôi xin trân trọng thông qua chương trình buổi lễ: một là chúng ta ổn định tổ chức, hai là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, ba là khai mạc buổi lễ, bốn chúng ta tổ chức dân hương, năm là văn khấn thành hòa, sáu là tế, bảy tế xong chúng ta hạ lễ và thụ lộc. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Xuân Thư, trưởng ban tổ chức lễ hội, lên đọc lời khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các bậc cao niên, kính thưa toàn thể nhân dân, thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 8, nay là nghị quyết Trung ương 9 khóa 11 về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc phù hợp với sự phát triển của đất nước, thực hiện quy ước làng văn hóa, nghị quyết chi bộ, chương trình công tác tháng của ban công tác mặt trận thôn Đánh Xá hôm nay ngày 26 tháng 11 năm 2015, tức ngày 15 tháng 10 năm Ất Mùi, thôn Đánh Xá long trọng tổ chức việc làng tục truyền cúng cơm mới dâng thần hoàng nhằm duy trì nét đẹp văn hóa cổ truyền đã có từ lâu đời nay, đồng thời bày tỏ lòng thành kính của toàn dân tri ân tới công đức thần hoàng, đến tổ tiên chúng ta, những người đã có công xây dựng nên quê hương thôn Đánh Xá như ngày nay. Về dự với buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có sư thầy Thích Đàm Đam, chủ trì chùa Bà Đanh, và trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu hội chính quyền, ban công tác mặt trận, người cao tuổi thị trấn thôn Đánh Xá Hạ, thị trấn Quế cũng về dự, và các ông bà, các ông các chị và các đại diện cho gia đình dòng họ các ngõ cũng về dự đông đủ. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, hòa chung với khí thế không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm lớn của đất nước, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đoàn kết toàn dân, hôm nay ngày 15 tháng 10 năm Ất Mùi, chúng ta lại cùng nhau có mặt tại sân đình thôn Đánh Xá với lòng thành kính biết ơn, thắp nén tâm nhang dâng lên trước án để tỏ lòng tri ân công đức của các vị tiền bối đã có công khai phá mở mang xây dựng quê hương thôn Đánh Xá ngày giàu đẹp. Thông qua buổi lễ này, chúng ta tiếp tục củng cố và duy trì phát huy nét đẹp văn hóa truyền
cổ truyền, nét đẹp trong văn hóa tâm linh, tín ngưỡng. Cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Cầu cho sức khỏe mọi người hạnh và hạnh phúc mọi nhà, cuộc sống chúng ta ngày càng thêm tốt đẹp. Những hoạt động trong những ngày việc làng nhằm củng cố tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng, trong dòng họ và trong xóm. Đây cũng là nhân dịp những người con xa quê hương đi lao động, làm ăn sinh sống khắp miền của đất nước, về thăm quê hương, đoàn tụ cùng gia đình, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, gắn bó cùng quê hương. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng mong muốn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn nữa với sự phát triển của thôn Bánh Xá, mong có sự đóng góp và chia sẻ của những anh chị em đang đi làm ăn sinh sống ở khắp mọi miền của Tổ quốc để xây dựng công trình phúc lợi phục vụ nhân dân. Mong bà con trong thôn xóm đoàn kết xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, cần cù chịu thương chịu khó, lao động nâng cao thu nhập trong gia đình, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với danh hiệu làng văn hóa. Với ý nghĩa đó, tôi xin thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc hội làng. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
thôn có phố cần có. Kính thưa toàn thể các vị quý khách cùng toàn thể nhân dân, hôm nay hội làng đánh giá ngày 15 tháng 10 năm 2015, đội Thế Nam của làng xin được thế để báo công với thần hoàng làng. Việc lễ hội của làng xin phép được bắt đầu. Một, hai, ba, bốn.
Thank you.
tâm hương. Thank you.
Thank you.
Thế Viên Quỳ. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
nghe hương an thiền Thank you.
15 tháng 10 năm Bính Thân, xin kính chào.